kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Đại Lộc, phát hiện sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính sau đây. Huyện ủy Đại Lộc trao huy hiệu đảng cho 22 đảng viên. Kiểm tra đánh giá chất lượng tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh tiểu học Đại Lộc sẵn sàng phương án ứng phó với mưa bão. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua huyện ủy Đại Lộc tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đảng. Trong đợt ngày 7 tháng 11 này, Đảng bộ huyện Đại Lộc có 22 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng huy hiệu đảng. Trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, ba đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 8 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đại Lộc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ đảng viên qua nhiều thế hệ, đồng thời mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu đảng lần này tiếp tục nêu gương, giữ gìn phát huy bản lĩnh phẩm chất cách mạng của người đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, tích cực giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức cho lớp đảng viên trẻ, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Dịp này, huyện ủy Đại Lộc tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020, trao kỷ niệm trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho ba cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc mới đây tổ chức tọa đàm cho đổi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới năm 2019. Trong những năm qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã triển khai tuyên truyền và phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật nói chung và trong công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng tới cán bộ công chức viên chức và người lao động trong toàn huyện. Nội dung về giới luôn được lồng ghép trong các chương trình hội nghị, tích cực tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đánh giá tổng kết công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường tổ chức các hội thảo tọa đàm về công tác bình đẳng giới, qua đó tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nước về bình đẳng giới các văn bản liên quan về công tác gia đình, công tác nữ, công tác gia đình và trẻ em, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác bình đẳng giới, các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống và công tác đối với cán bộ nữ, đẩy mạnh việc tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Tháng Hành động vì Trẻ Em, Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, nâng cao công tác tổ chức tập huấn về bình đẳng giới, lòng ghép giới trong hoạt động công đoàn, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ. Tuy nhiên, nhận thức về bình đẳng giới trong một bộ phận cán bộ và trong xã hội còn bắt cập, nặng tư duy Á Đông, tình trạng bạo hành phụ nữ và bạo hành trẻ em nữ vẫn còn xảy ra. Vừa qua, sở Y tế tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Hiện nay, Bệnh viện Đa Khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam mỗi ngày tiếp nhận khoảng 700-800 bệnh nhân và điều trị nội trú cho 1.000-1.200 bệnh nhân. Đến thời điểm này, bệnh viện đã đầu tư và triển khai 20 nội dung mô hình Bệnh viện Thông minh Bệnh án điện tử 4.0. Để thực hiện thí điểm mô hình này, từ đầu tháng 12 tới, bệnh viện đã trang bị khá đầy đủ hệ thống máy móc, trang thiết bị, nâng cao nguồn nhân lực, đồng thời ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào trong công tác khám bệnh, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị mang lại hiệu quả tích cực. Theo thang điểm đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tự đánh giá điểm trung bình chung các tiêu chí đạt 4,11 trên 5 điểm. Đoàn công tác thảo luận thống nhất đánh giá bệnh viện đạt trung bình chung các tiêu chí là 4,09 điểm. Những năm qua, ngành giáo dục Việt Nam đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tình yêu biển đảo quê hương đối với học sinh ngay từ cấp tiểu học bằng hình thức lồng ghép trong các môn học hay trong các chương trình ngoại khóa. Xuất phát từ ý tưởng này, trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đã xây dựng mô hình biển đảo địa giới của Việt Nam ngay trong khuôn viên nhà trường. Ý tưởng này đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ phía các phụ huynh và học sinh nhà trường. Được xây dựng từ năm 2014, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ Đại Lộc, mô hình này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các phụ huynh. Họ tự nguyện tích cực đóng góp kinh phí để hoàn thiện mô hình biển đảo địa giới của Việt Nam này. Nhiều năm qua, nơi đây trở thành trung tâm thu hút sự quan tâm đặc biệt của học sinh nhà trường. Thông qua mô hình ấy, thì có mấy cái phần nói rằng rất là ít lợi. Thứ nhất là nó trực quan sinh động. Các hình dễ nhớ và các em khác sau kiến thức về đổ cần đổ và các em hình thành được À, trong tư duy trong đầu óc của suy nghĩ của em ấy, là biển đảo Việt Nam là còn có những con lửa lớn là chủ quyền của đảo Việt Nam từ khi ra đời đến nay mô hình này trở thành nơi diễn ra các chương trình ngoại khóa của nhà trường đây cũng là nơi vô cùng lý tưởng để chuyển tải đến học sinh những kiến thức về biển đảo tất cả được hiển hiện một cách chân thực trực quan thu hút mọi ánh mắt tò mò thích thú của các em Xe xưa đặt câu hỏi, tham gia tích cực vào nội dung bài giảng và cũng từ đây tình yêu biển đảo được hình thành và nuôi dưỡng trong các em. Khi mà các em mình mình khi mình giới thiệu và mình hỏi thì các em nhìn vào đó các em trả lời, các em giơ tay phát biểu nó sâu đỏ hơn và những em khác đã nhận xét rất là nhanh bằng cái là cái sự là vỗ tay của các em. Việt Nam thật sự rất phong phú và rất là đẹp và tình yêu của con con đặt nó hết tất cả vào nơi đây bởi vì nơi đây đã có biết bao nhiêu người, những người anh hùng, bao nhiêu máu của con tim của các người anh hùng đã đã ở đây và vì vậy nên không chỉ riêng con và tất cả những người Việt Nam này ai nấy đều sẽ có một tình yêu và một niềm tự hào gì đó rất là lớn cho đất nước Việt Nam này. Mô hình như một bức tranh thu nhỏ về biển đảo Việt Nam với đầy đủ các đảo, quần đảo nằm trong hải phận thuộc chủ quyền của nước ta. Với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn, hai đảo Cù Lao Tràm của Quảng Nam đều được gắn mốc chủ quyền và ghi rõ thông tin về tọa độ và cả hình ảnh của dàn khoan DK1. Bên cạnh đó là những đảo của các quốc gia láng giềng giúp các em hiểu rõ hơn về ranh giới hải phận. Và với các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu, còn đảo Hoàng Sa, Trường Sa không ở đâu xa mà rất gần trong trái tim và nhận thức của các em từ chính tình yêu dành cho biển đảo quê hương được nuôi dưỡng từ hôm nay. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình. Ngày 10 tháng 11, ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy nhà bè thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đến học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác tại huyện Đại Lộc về tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân. Tại buổi làm việc, hai đoàn đã trao đổi thông tin về kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là kết quả đổi mới nâng cao năng lực hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi địa phương. Kết thúc chương trình làm việc, Lãnh đạo hai bên đều bày tỏ sự vui mừng về những kết quả thành tựu đạt được và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của hội đồng nhân dân. Đồng thời mong muốn hai đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để mối quan hệ tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Nhà Bè đã trao tặng quỹ người nghèo huyện Đại Lộc 50 triệu đồng, tặng 3 căn nhà tình nghĩa và một căn nhà đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng. Ngày 9 tháng 11 Xã Đại Cường tổ chức tặng quà cho người nghèo và bản giao 5 ngôi nhà đại đoàn kết cho người dân nhân tháng hành động vì người nghèo. Tại đây lãnh đạo huyện Nhà Bè đã trao tặng 10 triệu đồng, tặng 30 suất quà cho người nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra huyện Nhà Bè cùng hội đồng hương xã Đại Cường tại thành phố Hồ Chí Minh bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết tại xã Đại Cường. Đây là các căn nhà mà Hội đồng Hương Đại Cường tại thành phố Hồ Chí Minh vận động các doanh nhân doanh nghiệp và các mạnh thường quân hỗ trợ sai tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà thông qua buổi họp mặt đồng hương đầu năm. Các căn nhà có tổng trị giá trên 700 triệu đồng, trong đó huyện Nhà Bè và Hội đồng Hương Đại Cường hỗ trợ 250 triệu đồng được nhận nhà mới, các hộ nghèo bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình họ có nhà ở kiên cố, góp phần ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Trước đó, Ban Chủ hy quân sự huyện Đại Lộc cũng bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Liễu ở thôn Thanh Vân, xã Đề Cường, huyện Đại Lộc. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố để chống lũ lụt, có diện tích sử dụng 70m2, kinh phí xây dựng hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Bà Lê Thị Liễu có cha là liệt sĩ Lê Đức Ký hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, nhà cửa xuống cấp. Ngôi nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng sẽ giúp cho gia đình bà Liễu có nơi ăn chốn ở ổn định, nhất là chuẩn bị vào mùa mưa lũ và có nơi thờ tự hương khói cho liệt sĩ. Tại lễ bàn giao nhà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa và chung vui cùng với gia đình bà Lê Thị Liễu. Được biết hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cũng đã vận động cán bộ chiến sĩ, các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội đóng góp xây dựng 37 ngôi nhà với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Nam là một trong số những địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của các loại thời tiết cực đoan. Hiện mưa bão tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp ở khu vực miền Trung. Theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Đại Lộc đã gấp rút triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng cho các tình huống bão lũ có thể xảy ra. Tại xã Đại Minh, nơi được xem là vùng rốn lũ của huyện Đại Lộc, để chủ động trước các tình huống khẩn cấp của mưa lũ, các địa phương đã xây dựng các phương án phòng chống, ứng cứu từ sớm các phương tiện như ghe, thuyền, phao cứu sinh đã được tập kết chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với đó, nhân lực, vật lực chuẩn bị cho các tình huống sơ tán, di dời và ứng cứu cũng đã lên kế hoạch sẵn. Cái, cái công, tác chuẩn bị chúng tôi là ngay từ đầu năm. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phương án rất là cụ thể. Phương tiện thì ghe thì chúng tôi là khoảng 4 chiếc ghe. Còn tất cả các vật dụng có liên quan như ví dụ di dời dân, chúng tôi đã có hợp đồng tất cả các phương tiện mà trên địa bàn xã này có cái xe tải và chúng tôi hợp đồng tất cả cái đại lý mà buôn nông sản ấy. là người ta chuẩn bị cho mình là bao nhiêu tấn lúa, bao nhiêu tấn tấn gỗ để đến khi coi như là khi có bổ lục đến thì chúng tôi sẽ uh, à, mong cái ra cấp cho nhân dân. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, cơn bão số 6 dù không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Nam, tuy nhiên dự kiến tại Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to ở các khu vực từ đồng bằng đến miền núi, tình trạng ngập lụt sạt lở ở các địa phương miền núi và tình trạng sạt lở ven sông trở thành những vấn đề đáng lo ngại hiện nay. Thời gian qua, nhiều khu dân cư nằm trong khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đã được chính quyền các địa phương di dời đến nơi ở mới, như thôn ấp Bắc Cũ thuộc xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, vốn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng sạt lở ven sông Vu Gia. Sau được di dời 24 hộ dân vào cuối năm 2018, đến nay 100% hộ dân tại đây đã về sinh sống trong những ngôi nhà kiên cố tại khu tái định cư thôn Lâm Yên. Ở của đó là mỗi lần mưa lũ là rất lo lén, về đây vô đây là không có lo nữa. Bởi vì đây là cô hơn nữa là bổ đảm an toàn cho cái người dân. Tổ chức kiểm tra rà soát và đưa ra những cái giải pháp nhằm nâng cao an toàn các công trình phòng chống thiên tai. À, để đảm bảo à, chủ động được à, trong trong ứng phó tình tình huống và chuẩn bị các công tác à, phòng ngừa ứng phó tại các địa phương như là như thực hiện các công tác cắm biển cắm báo tại các khu vực ngầm tràn dễ bị ngập lụt tại các khu vực dễ bị sạt lở đất sạt lở bờ sông Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc phối hợp với các xã thị trấn, các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các phương án phòng chống lụt bão, ra soát lại tất cả các khu vực trụng thấp có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm chịu ảnh hưởng trực tiếp khi mưa lũ xảy ra, đến khẩn trương cắm biển cảnh báo. Cùng với đó, ra soát lại các phương án ứng phó thiên tai ở từng cấp độ rủi ro có thể xảy ra. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trên địa phương Đại Lộc phát triển sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.